Đảo chính hàng loạt ở châu Phi và vai trò quan trọng của Pháp tại nhiều nước ở đây là chủ đề được chú ý trong thời gian qua. Ngày 5 tháng 7, nước đảo chính là thuộc địa cũ của, của Pháp và Pháp hiện vẫn có vai trò quan trọng ở các nước này. Liên quan đến sự kiện này, vừa xuất hiện động thái đáng chú ý có thể tác động đến cán cân ảnh hưởng trong khu vực. Ngày 24 tháng 9, trả lời phỏng vấn các đài truyền hình TF1 và France 2 của Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Thông báo sẽ rút đại sứ Sylvain It, một số nhân viên ngoại giao và binh sĩ đồn trú khỏi Niger, một thuộc địa cũ của Pháp. Trợ lý của tổng thống bị lật đổ, Mohamed Bazoum, nói với hãng tin AP rằng chính ông Bazoum đã yêu cầu ông Macron rút đại sứ It về nước để giảm bớt căng thẳng. Ông Macron vẫn tuyên bố Pháp không công nhận chính quyền quân sự là cơ quan thẩm quyền hợp pháp của Niger vẫn coi Tổng thống Bajum đang bị các lãnh đạo đảo chính bắt giữ là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger. Về tiến trình rút quân, theo ông Macron, Pháp sẽ rút dần trong vài tuần đến vài tháng tới và sẽ hoàn tất rút hết 1.500 binh sĩ đang đồn trú ở Niger vào cuối năm nay. Ông Macron nói rằng nhiệm vụ của binh sĩ Pháp ở Niger là hỗ trợ chống khủng bố và nổi dậy, nhưng sau đảo chính thì chính quyền quân sự Niger không còn mặn mà việc này nữa trước thông báo của ông Macron thì tại Niger. Sau đảo chính, hầu như hàng ngày đều diễn ra biểu tình yêu cầu quân Pháp rút quân. Căn cứ quân sự của Pháp ở thủ đô Niamey của Niger trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình chống Pháp kể từ cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7. Sau khi ông Macron thông báo, chính quyền quân sự Niger lên tiếng rằng diễn biến này báo hiệu một bước tiến mới hướng tới chủ quyền của đất nước, theo AP. Ông Peter Pham, cựu đặc phái viên của Mỹ tại khu vực Sahel của châu Phi. Sahel là một dải đất bán khô cằn, trải dài khắp lục địa, nằm trên sa mạc Sahara. Nhấn mạnh rằng, thời thế đã thay đổi. Nhà nghiên cứu Andrew Lebovic thuộc Viện Glingendil, Hà Lan, nghiên cứu quan hệ quốc tế cho rằng quyết định của ông Macron đánh dấu sự chấp nhận thực tế khắc nghiệt đối với Pháp trong khu vực và có thể đặt ra một số giới hạn đối với việc triển khai của Mỹ ở Niger. Tính đến thời điểm này, Pháp duy trì hơn 5.500 quân trên khắp 6 quốc gia châu Phi, trong đó có hơn 3.000 quân đóng tại các căn cứ thường trực ở Gabon, Djibouti, Sinejo và bờ biển Nga, cộng với khoảng 2.500 quân đang tham gia hoạt động quân sự ở Chad và Niger. Trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ ngày 21 tháng 9, đại diện chính quyền quân sự Niger cáo buộc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cản trở sự tham gia đầy đủ của các quốc gia Tây Phi này tại cuộc họp. Việc này nhằm xoa dịu Pháp và các đồng minh. Cũng tại kỳ họp này, ông Bashoma page quốc vụ Khanh Burkina Faso, chỉ trích nhiều tổ chức và nhiều nước lớn vì sự đạo đức giả ngoại giao. Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 9, Tổng thống Guinea Mamadit Domboya nhấn mạnh rằng ông từ chối ảnh hưởng của phương Tây ở lục địa hơn tỷ dân này bác bỏ nỗ lực của phương tây và các nước phát triển khác nhằm can thiệp vào các thách thức chính trị của châu Phi. Trong khi đó, ảnh hưởng của một số nước ngoài khối phương tây, đặc biệt là Nga ngày càng tăng ở châu Phi. Cờ Nga xuất hiện rất nhiều trong các cuộc biểu tình trên đường phố Niamey. Thời gian qua, lực lượng lính đánh thuê Wagner hiện diện ở nhiều nước tại châu Phi như Mali, Cộng hòa dân chủ Trung Phi, Libya. Một số nước phương Tây cho biết, Wagner cũng hiện diện ở Sudan, nhưng Wagner không thừa nhận Trước khi qua đời trong vụ tai nạn máy bay ở Nga tháng trước, Trung Quốc nơ, ông Yevgeny Grigozin, công bố đoạn video được cho là quay ở châu Phi. Trong đó, nhân vật này nói về việc làm cho nước Nga trở nên vĩ đại hơn trên tất cả châu lục và giúp châu Phi tự do hơn. Giới quan sát cho rằng, các nước phương Tây đang lo ngại rằng Niger có thể theo chân Mali và thay thế lực lượng phương Tây bằng lính Wagner chính phủ Burkina Faso do chính quyền quân sự lãnh đạo đang cởi mở hơn với Nga để hỗ trợ nước này chống khủng bố. Thời gian gần đây, Burkina Faso đón loạt chuyến thăm của nhiều thành viên cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga và của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Bezier bác thông tin rằng Burkina Faso đã chính thức thiết lập quan hệ với tập đoàn Wagner, song có nói thêm rằng Burkina Faso sẽ mua tài sản quốc phòng từ bất kỳ ai, dù là Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Nicaragua hay Bắc Triều Tiên. Trong hai năm qua, khu vực cận Sahara trở thành vành đai đảo chính ở châu Phi với bảy cuộc đảo chính quân sự Chad, Guinea, Sudan, Burkina Faso từ năm 2021, Mali năm 2022, Niger và Gabon năm 2023. Cùng với một số nước phương Tây, Pháp triển khai hàng ngàn binh sĩ ở khu vực Sahel, theo yêu cầu của các lãnh đạo châu Phi để chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan. Theo Reuters, việc Pháp rút quân sẽ tác động tiêu cực đến các hoạt động chống khủng bố, nổi dậy ở khu vực Sahel. Cho đến trước sự việc đảo chính, Niger vẫn là đối tác an ninh quan trọng của Pháp và Mỹ. Niger là căn cứ để Pháp cũng như Mỹ chống khủng bố và nổi dậy ở khu vực Sahel. Theo chỉ số khủng bố toàn cầu năm nay, 43% số người chết do khủng bố trong năm 2022 là ở khu vực Sahel. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, tại Mali, nơi quân đội nắm quyền từ năm 2020, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tăng gần gấp đôi lãnh thổ mà lực lượng này kiểm soát trong vòng chưa đầy một năm. Burkina Faso, nơi ghi nhận hai cuộc đảo chính vào năm 2020, chứng kiến hơn 16.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2016 gần 1 phần 3 trong số này thiệt mạng vào năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này đã giảm xuống 2,5% trong năm 2022 sau mức tăng mạnh 6,9% của năm Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ rút đại sứ và các binh sĩ đồng trú khỏi Niger. Động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Niger nhiều lần yêu cầu Pháp rút đại sứ và chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân đội tại quốc gia châu Phi này, theo hãng tin Reuters. Pháp đã quyết định rút đại sứ về, trong những giờ tới, đại sứ của chúng tôi và một số nhà ngoại giao sẽ trở lại Pháp. Ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Ông Macron cũng cho biết, hợp tác quân sự giữa Pháp và Niger đã kết thúc. Theo đó, toàn bộ binh sĩ Pháp sẽ rút khỏi Niger. Vào cuối năm nay, Tổng thống Macron khẳng định Pháp không công nhận chính quyền quân sự tại Niger, tuy nhiên, ông cho hay Pháp sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự Niger để đảm bảo quá trình rút quân sẽ diễn ra suôn sẻ. "Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của những người thực hiện đảo chính, vì chúng tôi muốn mọi việc diễn ra có trật tự", ông Macron nói. Trước đó, ngày 15 tháng 9, ông Macron cho hay, ông Sylvain Itté, đại sứ Pháp tại Niger đang bị giữ làm con tin trong đại sứ quán Pháp. Theo ông Macron, đại sứ Pháp tại Niger không thể ra ngoài và bị chính quyền quân sự đưa vào nhóm nhân vật không được hoan nghênh. Ngoài ra, chính quyền quân sự Niger cũng cản trở việc thực phẩm giao tới đại sứ quán Pháp. Theo đại On Zaraja, Pháp hiện có khoảng 1.500 quân trong căn cứ tại Niger. Lực lượng binh sĩ này ở Niger nhằm phục vụ cho chiến dịch chống các phiến quân có vũ trang ở khu vực Sahel. Trước đó, pháp đã buộc phải rút quân khỏi mali và burkina faso sau khi đảo chính xảy ra và quân đội lên cầm quyền ở hai nước này